Thế giới loài chim vô cùng phong phú và đa dạng, với hơn 10.000 loài chim được phân bố trên khắp các châu lục. Chúng không chỉ là biểu tượng của sự tự do và vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là những người bảo vệ của môi trường, giúp duy trì cân bằng sinh thái thông qua việc thụ phấn, kiểm soát sâu bệnh và phân tán hạt giống. Hãy cùng đoàn Long Discovery tìm hiểu khám phá 11 loài chim đáng yêu này nhé! 1. Chim công. Chim công, còn được biết đến với tên gọi công trống hoặc chim khổng tước, là một loài chim có nhiều đặc điểm nổi bật và thu hút. Bộ lông đuôi của chim công trống là đặc điểm nổi bật nhất, được biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy và màu sắc sặc sỡ. Khi xòe đuôi, chim công trống tạo ra một màn trình diễn tuyệt đẹp, với các hoa văn hình mắt độc đáo và màu sắc từ xanh lục, xanh lam đến ánh kim. Mặc dù có khả năng bay, chim công thường bay trong khoảng cách ngắn và thường bay lên các cành cây hoặc các vị trí cao để trú ẩn và ngủ. 2. Chim vẹt. Có hơn 350 loài vẹt trên thế giới. Mỗi loài có những đặc điểm và hành vi riêng biệt, có thể sống từ 50 đến 80 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Từ vẹt Macaw lớn với bộ lông rực rỡ, đến vẹt Lovebird nhỏ nhắn và đáng yêu, sự đa dạng này làm cho thế giới vẹt trở nên phong phú và thú vị. Vẹt được coi là một trong những loài chim thông minh nhất. Chúng có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, sử dụng công cụ và thậm chí thể hiện sự hiểu biết về các khái niệm như số lượng và màu sắc. Một số loài vẹt, như vẹt xám châu Phi, có thể học và sử dụng từ vựng để giao tiếp hiệu quả với con người. Bộ lông của vẹt thường rất sặc sỡ và đa dạng về màu sắc. Màu sắc này không chỉ giúp chúng nổi bật mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp và thu hút bạn tình. 3. Chim hồng y. Chim hồng y, Cardinalis cardinalis, hay còn được gọi là chim cạc cạc đỏ, là một loài chim nổi bật và dễ nhận biết với nhiều đặc điểm độc đáo. Con trống của loài chim hồng y có bộ lông đỏ tươi sáng, nổi bật với mặt đen quanh mỏ và màu đầu đặc trưng. Màu đỏ này không chỉ giúp chúng nổi bật mà còn có vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn tình. Con mái thường có màu nâu nhạt hoặc màu xám với những vệt đỏ ở cánh, đuôi và mào, giúp chúng ngụy trang tốt hơn trong môi trường tự nhiên. Chim hồng y có giọng hót rất phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều âm thanh như tiếng rít, tiếng huýt sáo và các giai điệu khác. Cả con trống và con mái đều có thể hót, và chúng thường hót để giao tiếp với nhau hoặc để bảo vệ lãnh thổ. Chim hồng y sống ở nhiều loại môi trường khác nhau, từ rừng cây, công viên, vườn cây ăn quả cho đến các khu vực đô thị. Chúng thích nghi tốt với sự hiện diện của con người và thường được nhìn thấy ở các sân vườn và khu vực có cây cối rậm rạp. 4. Chim gõ kiến. Chim gõ kiến là một loài chim có nhiều đặc điểm và hành vi độc đáo, khiến chúng trở nên vô cùng thú vị. Chim gõ kiến có thể gõ vào thân cây với tốc độ lên đến 20 lần mỗi giây và khoảng 12.000 lần mỗi ngày mà không bị tổn thương. Điều này nhờ vào cấu trúc đặc biệt của hộp sọ và cơ cổ, giúp giảm sốc và bảo vệ não bộ của chúng khỏi chấn thương. Lưỡi của chim gõ kiến có thể dài gấp 3 lần chiều dài mỏ của chúng. Lưỡi này không chỉ dài mà còn có thể cuốn quanh hộp sọ, giúp chúng dễ dàng chạm tới và lôi ra côn trùng từ các khe hẹp trong vỏ cây. Chim gõ kiến có hai ngón chân hướng về phía trước và hai ngón hướng về phía sau, tạo ra một kiểu chân chữ X đặc trưng. Điều này giúp chúng bám chắc vào thân cây khi gõ và tìm kiếm thức ăn. 5. Chim ếnh ương. Chim ếnh ương, còn được gọi là chim ếnh, tên khoa học Caprimangidae, là một loài chim đen thú vị với nhiều đặc điểm độc đáo. Chúng có khả năng ngụy trang tuyệt vời. Lông của chúng thường có màu nâu, xám và đen, giúp chúng dễ dàng hòa mình vào môi trường xung quanh như lá cây khô và vỏ cây. Điều này giúp chúng tránh khỏi kẻ thù và săn mồi hiệu quả hơn, đôi mắt to và khả năng nhìn rất tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. 6. Chim sếu. Sếu có thân hình cao, cổ dài và đôi cánh rộng. Chúng có thể đạt chiều cao từ 1 đến 1,5m và sải cánh rộng lên đến 2,5m. Sự uyển chuyển và thanh thoát trong dáng vẻ khiến sếu trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên. Sếu là loài di cư, chúng thường di cư theo từng nhóm lớn, tạo nên những cảnh tượng đẹp mắt khi bay thành hình chữ V trên bầu trời. 7. Chim robin. Chim robin là một loài chim phổ biến và quen thuộc ở Bắc Mỹ. Chúng có bộ lông màu nâu cam ở ngực và bụng, lưng màu xám nâu, đầu màu đen và mắt có một vòng trắng. Sự kết hợp màu sắc này khiến chúng dễ nhận diện. Chim robin có chế độ ăn đa dạng, bao gồm sâu bọ, giun đất, trái cây và quả mọng. Chúng đặc biệt thích ăn giun đất và thường được thấy trên các bãi cỏ, tìm kiếm thức ăn bằng cách nhảy nhót và cắm mỏ vào đất. 8. Chim blue tit. Chim blue tit, hay còn gọi là chim sẻ ngô, tên khoa học Cyanis vesparuus, là một loài chim nhỏ có màu sắc sặc sỡ, phổ biến ở châu Âu và Tây Á. Chúng nổi bật với bộ lông màu xanh dương, xanh lá và vàng. Màu sắc này không chỉ giúp chúng dễ nhận biết mà còn giúp chúng hòa mình vào môi trường rừng cây. Thức ăn chủ yếu bao gồm sâu bọ, nhện và các loại côn trùng nhỏ khác. Chúng cũng ăn quả mọng và hạt, đặc biệt là trong mùa đông khi thức ăn khan hiếm.
chúng thường sống thành từng bầy nhỏ và cùng nhau tìm kiếm thức ăn. Trong mùa sinh sản, chúng cũng thường chọn những nơi an toàn và ấm áp để làm tổ. Chim Blue Tit có tuổi thọ trung bình từ 2 đến 3 năm trong tự nhiên. Tuy nhiên, có những cá thể có thể sống lâu hơn. Mỗi mùa sinh sản, một cặp Blue Tit có thể đẻ từ 7 đến 13 trứng, giúp đảm bảo sự duy trì của loài. 9. Chim bòi cá. Chim bòi cá phân bố rộng rãi trên toàn cầu, từ châu Á, châu Âu, châu Phi đến châu Mỹ. Chúng thường sống gần các khu vực có nước như sông, hồ, ao và đầm lầy. Chúng có bộ lông màu xanh, cam và trắng, tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng khi chúng bay lượn hoặc đậu trên cành cây. Màu sắc này không chỉ giúp chúng ngụy trang trong môi trường sống mà còn thu hút bạn đời. Chim bòi cá nổi tiếng với khả năng săn mồi dưới nước. Chúng có thể đứng yên trên cành cây, sau đó lao xuống nước với tốc độ cao để bắt cá và các loài sinh vật dưới nước khác. Chim bòi cá có kích thước từ nhỏ đến trung bình, với chiều dài khoảng 10 đến 20cm tùy loài. Tuổi thọ trung bình của chúng là khoảng 6 đến 10 năm trong tự nhiên. Ngoài ra, chúng thường được coi là biểu tượng của sự kiên nhẫn và tập trung. Trong nhiều nền văn hóa, chúng cũng được xem là biểu tượng của sự may mắn và thành công. 10. Chim cú mèo. Chim cú mèo, hay còn gọi là cú, là một trong những loài chim bí ẩn và thú vị nhất trong vương quốc động vật. Cú mèo có thị giác vô cùng nhạy bén, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Mắt của chúng rất lớn so với kích thước đầu, giúp chúng quan sát tốt vào ban đêm. Mắt cú không thể di chuyển trong hốc mắt như ở người, nhưng cú có thể quay đầu tới 270 độ để nhìn xung quanh mà không cần di chuyển cơ thể. 11. Chim ó. Chim ó Pandion haliaetus là loài ăn thịt và phân bố rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Chim ó có kích thước trung bình, một con trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng 55-60cm, chiều dài sải cánh dao động từ 127-180cm, và trọng lượng của chim ó nằm trong khoảng 0,9-2,1kg. Loài chim ó này thường sinh hoạt và kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày. Và còn rất nhiều loài chim đang chờ chúng ta khám phá. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Long Discovery đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.